chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Điều đứng trước visual sáng như bóng đèn của Hoa hậu Thiên Ân chỉ với vài giây lướt ngang camera. Nhan sắc cực phẩm của Thiên Ân cần mọi góc máy quay tại Miss Grand International 2022. Ắt hẳn Thùy Tiên sẽ rất tự hào về người kế nhiệm của mình. Hành trình chinh phục vương miện Miss Grand International 2022 của đoàn Thiên Ân tại Indonesia đang trở thành từ khóa nhận được nhiều người quan tâm nhất trên mạng xã hội. Mới đây, trên các diễn đàn sắc đẹp đã chia sẻ một đoạn video clip của người đẹp Long An đang đọ sắc cùng dàn thí sinh đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Chỉ vài giây lướt ngang qua camera, Thiên Ân đã thành công đốn hạ người hâm mộ. Trong clip, người đẹp diện một bộ cánh khá thoải mái, gồm quần ngắn và áo kiểu. Với outfit này, mỹ nhân sinh năm 2000 khoe trọn đường cong của hình thể vào chiếc eo bé xíu sau khi bị sụt cân. Màu xanh lúa mạ của trang phục cực kỳ phù hợp với màu tóc của Thiên Ân, giúp nhan sắc của cô trở nên hết nước chấm. Có vẻ như Thiên Ân đã dần am hiểu hơn về cách makeup, làm tóc sao cho khoe được vẻ đẹp sắc sảo của mình so với những ngày đầu người đẹp đáp cánh tại Indonesia. Việt Nam không hề thua kém các đại diện khi đứng chung một khung hình. Hoa hậu Thiên Ân đã dần khẳng định sức hút của mình tại Miss Grand International chỉ sau 5 ngày thích nghi với cuộc chiến. Cô được nhiều fan quốc tế dự đoán có thể lập được thành tích cao với 3 tiêu chí: body, beauty và brand, trí tuệ. Mỹ nhân đến từ Việt Nam hầu như có đủ những gì mà ông Nawaz cần. Tuy nhiên, người đẹp vẫn có nhiều điểm vẫn phải cải thiện hơn khi catwalk, đặc biệt là nụ cười tự nhiên khi pose giãn trước ống kính. Hiện tại, các đối thủ năm nay của Thiên Ân được đánh giá rất cao, vì vậy người hâm mộ tại quê nhà vẫn đang trông chờ Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 bứt phá hơn nữa vào những ngày tiếp theo của cuộc đua nhan sắc đình đám nhất nhì thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.